một người Trung Quốc đã nuôi 70.000 con gà như thế nào? Cảnh tượng mà các bạn đang nhìn thấy lúc này không phải được cắt ra từ một bộ phim giả tưởng về chiến tranh của những con gà đâu. Đó là khung cảnh ngày thường tại một trang trại nuôi gà nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Nếu bạn đang tò mò về những gì thực sự xảy ra ở trang trại đặc biệt này, thì đừng rời mắt khỏi màn hình. Nông nghiệp 4.0 sẽ cùng các bạn khám phá từ A đến Z trang trại gà này. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi hành trình khám phá nông nghiệp trên khắp thế giới cùng chúng mình, các bạn nhé! Gà là gia cầm phổ biến nhất thế giới. Từ trang trại gà hàng triệu con ở Mỹ, đến vườn gà nho nhỏ ở mỗi gia đình vùng nông thôn Việt Nam, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, người ta cũng có thể tìm thấy gà. Chúng ta nuôi gà để thu hoạch trứng và lấy thịt. Thống kê năm 2003 cho biết, gà là loài vật có số lượng áp đảo nhất trong lớp chim, với 24 tỷ cá thể, gấp 3 lần dân số thế giới hiện tại. Thật là một con số khổng lồ, phải không các bạn? Mỗi nơi trên thế giới lại có một cách nuôi gà khác nhau. Hôm nay Nông nghiệp 4.0 sẽ cùng các bạn đến với đất nước tỷ dân Trung Quốc để tìm hiểu xem nông dân Trung Quốc nuôi gà như thế nào, các bạn nhé! Nuôi gà ở nông trại thì quá là bình thường rồi. Nuôi gà leo đồi cho chắc thịt thơm ngon cũng chẳng phải là điều gì đặc biệt. Nhưng kết hợp cả hai thứ này lại thì sao nhỉ? Năm 2019, mạng xã hội Trung Quốc bỗng xôn xao vì những đoạn clip của một người đàn ông 40 tuổi với cách nuôi gà siêu kỳ lạ. Được biết, đó là anh Sang Quynh Jun, 40 tuổi, đang sống ở huyện Minh Thủy, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trong đoạn video lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, anh nông dân 40 tuổi ngồi trên xe công nông, xúc từng xẻng thức ăn cho đàn gà chạy phía sau. Nhiều người thích thú với hình ảnh đàn gà lên tới 70.000 con chạy theo xe công nông. Có con thậm chí thức tỉnh khả năng bay, vốn đã bị mai một bởi quá trình tiến hóa. Chúng bay qua hàng rào, thậm chí vượt qua cả con mương rộng, đuổi theo xe công nông để giành thức ăn. Tại sao anh Sang lại nghĩ ra cách chăn nuôi kỳ lạ như vậy? Bắt đầu từ đầu năm 2019, anh Sang Quynh Jun trở về quê nhà ở tỉnh Hắc Long Giang và tiếp nhận trang trại gà với số lượng lên tới 70.000 con trên mảnh đất rộng 10.000 mẫu. Không biết vì một lý do gì mà sau một thời gian chăm sóc đàn gà theo cách truyền thống, anh quyết định thay đổi. Từ đó, mỗi sáng, người đàn ông này chất thức ăn cho gà gồm thóc, cám ngô và châu chấu lên một xe công nông. Sau đó anh huy động thêm một người làm tài xế lái công nông. Còn mình đứng trên thùng xe, dùng xẻng xúc thức ăn, hất xuống đàn gà đang hùng hục chạy đằng sau. Mảnh đất của trang trại rộng đến 10.000 mẫu, tha hồ cho chiếc công nông dẫn theo đàn gà chạy vòng vòng. Con nào con nấy đều có vẻ thích thú với kiểu cho ăn mới lạ này. Hình ảnh vui mắt được anh Sang Quynh Jun quay lại đăng tải lên mạng xã hội. Không ngờ nó lại trở nên vô cùng nổi tiếng. Đa số người xem đều thích thú vì họ chưa từng thấy cảnh tượng tương tự trước đây. Có người còn hài hước cho rằng đàn gà trông dũng mãnh và hừng hực khí thế như một đoàn quân bộ binh đang lao vào chiến trường vậy. Nhận thấy rất nhiều người quan tâm đến đàn gà, anh Sang Quynh Jun nảy ra ý tưởng mang theo điện thoại để livestream cảnh cho gà ăn và cuộc sống của đàn gà. Các video livestream này thu hút hàng chục ngàn người theo dõi mỗi ngày. Anh Sang cùng đàn gà và cách cho ăn độc lạ đã trở thành hiện tượng mới trong giới stream Trung Quốc. Đúng là thời đại nông nghiệp 4.0, cho gà ăn thôi mà cũng thành người nổi tiếng được. Xem đến đây, chắc nhiều bạn có ý định xách ngay điện thoại vào vườn cho gà ăn để quay clip TikTok. Nhưng không phải ai cũng sở hữu một trang trại gà có tới 70.000 con cùng mảnh vườn rộng 10.000 mẫu để có thể làm theo trend này, phải không nào? Nhìn thì cũng vui mắt đấy, nhưng ngoài việc trông thú vị ra thì cách cho ăn này còn có mục đích nào khác không nhỉ? Nhiều người nghĩ rằng chắc anh nông dân kia quá rảnh rỗi nên nghĩ ra cách bày trò tiêu khiển cho vui, vừa để quay video câu view trên mạng xã hội. Chuyện này cũng dễ hiểu, ngày nay có rất nhiều người quay những video nhảm nhí đăng lên mạng xã hội chỉ để được nổi tiếng. Có người lại cho rằng chắc anh Sang Quynh Jun đã sang tuổi tứ tuần nên không còn sức vác cả bao thức ăn đi cho gà ăn như bình thường. Thay vào đó đi xe công nông rồi lấy xẻng hất thức ăn xuống, có vẻ sẽ tiết kiệm sức lực hơn nhiều. Nghe cũng khá hợp lý, phải không các bạn? Tuy nhiên, đây thực chất là một bí quyết chăn nuôi gà của anh Sang chứ không đơn giản chỉ là làm cho vui đâu, các bạn ạ. Được biết, đây chính là phương pháp nuôi gà chạy bộ thơm ngon chắc thịt trong truyền thuyết. Bằng việc cho đàn gà phải chạy bộ lên đến 10 km một ngày, chất lượng thịt gà ở trang trại này cao hơn hẳn. Người được thưởng thức món thịt gà từ đàn gà của anh Sang Quynh Jun dành lời khen ngợi vì thịt ăn ngon, đậm đà hơn hẳn thịt gà so với cách nuôi thông thường. Xem đến đây, mình rất tò mò muốn được nếm thử hương vị của những chú gà vận động viên marathon này. Không biết có ngon bằng gà đồi yên thế của Việt Nam mình không nhỉ?
chất lượng thịt cao cùng với sự nổi tiếng trên mạng xã hội giúp anh Sang chẳng phải lo không bán được gà, chỉ sợ không đủ gà để bán. Anh dự định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô lên thêm 300.000 con gà vào thời gian tới. Việc livestream cũng được duy trì để chia sẻ phương pháp nuôi gà độc lạ này tới nhiều hộ chăn nuôi. Đúng là làm giàu không khó, khó ở chỗ nghĩ ra cách khác biệt để làm giàu, phải không các bạn? Thật ra cách khuyến khích gà tăng cường vận động để nâng cao chất lượng thịt không phải là phương pháp mới lạ. Ở Việt Nam chắc hẳn các bạn không còn xa lạ với những cụm từ như là gà leo đồi hay là gà đi bộ. Một số huyện, tỉnh ở miền núi của Việt Nam cũng áp dụng hình thức nuôi gà bán tự nhiên để cho gà một khoảng đất rộng để chúng hoạt động, bay nhảy. Nhờ vậy mà thịt gà thơm ngon, chắc thịt hơn hẳn gà nuôi nhốt thông thường. Nhiều hộ gia đình áp dụng phương pháp này đã thu lại hàng chục tỷ đồng mỗi năm, thoát nghèo, làm giàu. Tuy nhiên cách đi xe công nông, vừa chạy vừa xúc cám tung cho gà của anh Sang thì chắc là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nếu bạn sở hữu khoảng vài mẫu đất thì đây là cách nuôi gà làm giàu khá hay ho, đáng để học hỏi đấy. Nền nông nghiệp trên khắp thế giới thật nhiều điều thú vị, phải không nào? Đôi khi chẳng cần tới công nghệ tiên tiến, hiện đại hay là kỹ thuật chăm sóc kỳ công, phức tạp. Chính sự sáng tạo có thể tạo nên thành công cho người nông dân. Câu chuyện trang trại gà chạy bộ đặc biệt của anh Sang Quynh Jun cũng là một bài học cho những người làm nông nghiệp. Đã xa rồi cái thời một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nông dân hiện đại muốn thành công phải tìm một hướng đi mới lạ trước thời đại. Dám nghĩ, dám làm. Bạn có muốn tiếp tục biết thêm những kiến thức mới lạ về nông nghiệp trên khắp thế giới? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà chưa nhấn vào nút đăng ký kênh, bật nút chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất của Nông nghiệp 4 chấm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.